Lời Phật dạy, con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 4, trang 469. Chú giải, trên đây là một lời khuyên chân thật của Đức Phật đối với loài người. Khi sinh ra làm người, ai ai cũng có chiếc búa trong miệng. Nếu người có trí thì không nói những lời ác mà phải nói lời lành. Chỉ có những người ngu mới nói lời ác. Những lời nói ác và những lời lành rất khó phân biệt. Vậy muốn biết lời ác và lời lành thì phải căn cứ vào đâu? Muốn biết lời ác và lời lành thì phải căn cứ vào giới luật Phật mà xác định. Về lời nói thì có 4 lời nói ác khẩu. 1. Nói lời hung dữ. 2. Nói lời không thành thật. 3. Nói xấu người khác. 4. Nói vu khống. Nói lời hung dữ là nạt nộ, chửi mắng, la hét, lớn tiếng, gầm thét, la lối, chửi thề, mày, tao, thằng, con, nó, hắn, vân vân. Người có những lời nói hung dữ này như búa trong miệng chém vào mình. Khi nói ra những lời này thì người thọ khổ trước tiên chính là thân tâm của họ. Phải không các bạn? Các bạn có thấy những sự việc này xảy ra không? Người đang chửi mắng người là người nói ác. Người nói ác là người khổ đau trước người bị nói. Cho nên người có trí không bao giờ nói xấu ác người khác. Đây chúng ta hãy lắng nghe cuộc đàm thoại giữa Phật và ông Phú Lâu Na. Một hôm, ông Phú Lâu Na xin Phật đi quá độ ở một phương xa. Phật hỏi, ta nghe nói dân ở nước đó hung dữ lắm, liệu ông đến đó có độ được chăng? Họ sẽ chửi ông có kham nhẫn được không? Nếu họ chửi con là họ còn thương con, vì họ chưa lấy đá ném con. Nhưng họ lấy đá ném ông nghĩ sao? Nếu họ lấy đá ném con, nhưng họ cũng còn thương con, chưa lấy dao đâm con. Nếu họ lấy dao đâm ông chết, thì ông nghĩ gì? Nếu họ lấy dao đâm con chết, là họ còn thương con, vì họ đâm con chết để con không còn khổ đau nữa, vì mang thân này con phải chịu biết bao nhiêu sự khổ đau của kiếp làm người. Thôi, ông hãy đi đi. Trên đây là một bài học đạo đức rất thực tế và cao thượng tuyệt vời qua sự đối đáp của Phật và ông Phú Lâu Na. Cho nên kẻ nào ngu si mới dùng lời nói ác, chửi mắng người, mạ lị mạt sát người, nói xấu người, đặt điều nói xấu người, nói không đúng sự thật, nói vu khống, vu oan người, nói thiêu dệt, nói lật lọng, lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, vân vân. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng, người ngu nói điều ác là tự chém vào mình. Các bạn có nhìn thấy một người đang chửi mắng người khác chăng? Họ la lối, múa tay, múa chân, dùng hết sức để la cho to tiếng như cái loa. La lối như vậy là tự làm hao sức lực của mình, đó là tự làm khổ mình. Là búa trong miệng mình trở lại chém mình. Người nói lời không thật, nói lời hung dữ, nói xấu người, nói vu khống, nói lật lọng, nói thiêu dệt, nói ác cho người khác, nói phỉ báng, nói mạ nhục, nói vu oan, vân vân, như trên đã nói. Những lời nói đó là búa trong miệng sẽ tự chém lại người đó. Ở đây Đức Phật cho những người có lời nói như vậy là người ngu. Người có trí thông minh không bao giờ có những lời nói hung ác như vậy. Lời nói của họ rất ngọt ngào, êm dịu, không dối trá, không hung dữ, vân vân. Khi nói đến một việc gì thì chúng ta phải thông suốt việc ấy. Nếu chưa thông suốt mà vội đem ra bàn thì lời nói của chúng ta là lời nói dối. Lời nói dối là lưỡi búa trong miệng sẽ chém lại chúng ta, tự biến mình trở thành kẻ nông nổi cạn cợt, có ác ý, chủ quan, kiến chấp, thiếu trí tuệ, không chân thật, mất uy tín, vân vân. Xin các bạn nên lưu ý giữ gìn lời nói như giữ trầm con mắt. Nếu một khi lỡ lời nói không lấy lại được, thường lời nói hay làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Cho nên các bạn hãy tu khẩu hành miệng của mình. Lấy gương ông Phú Lâu Na đối với mọi người như vậy, thì ngay đó chúng ta đã tìm thấy sự an vui, thanh thản, an lạc và hạnh phúc ngay liền
và không có một ác pháp nào tác động được vào thân tâm.